Thầy Dương kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Việt Nam đi về đâu hôm nay, bàn đến hai chủ đề: Bắc Kinh chuẩn bị các biện pháp mạnh tại Biển Nam Trung Hoa, liên quan đến tình hình Biển Đông, tức Biển Đông Nam Á, và Việt Nam phát triển kinh tế bằng mở sòng bạc có thể dẫn tới lợi bất cập hại. Kính thưa quý vị, trong diễn văn đọc trước Quốc hội Trung Cộng hôm 5 tháng 3, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết ngân sách quốc phòng năm 2014 lên tới 132 tỷ US đô-la, tăng 12% so với năm ngoái. Sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với tình hình Biển Đông, thưa quý vị? Trung Cộng chủ trương tìm kiếm hòa bình dựa vào sức mạnh quân sự. Đấy là bản chất của chế độ Cộng sản đã được bà Phó Oánh, tức là phát ngôn viên của Quốc hội Trung Cộng, nói rằng tất cả sức mạnh là phải đến từ họng súng. Điều đó đã xác nhận một cái bản chất không bao giờ thay đổi của chế độ Cộng sản. Ngân sách thực có nơi người ta còn tính là khoảng 240 tỷ USD đô la. Như vậy, cái ngân sách đó có phù hợp với cái hoạt động quân sự ngày hôm nay không? Ngày hôm nay trên thế giới người ta có cái xu thế là hòa bình nhiều hơn, không có dùng cái sức mạnh quân sự để đàn áp các nước khác, hoặc là không dùng cái sức mạnh quân sự để đạt được cái điều mình mong muốn, mà theo cái kênh ngoại giao hoặc là các cái phương tiện người ta gọi là quyền lực mềm, như là kinh tế, như là văn hóa, như là xã hội chẳng hạn. Nhưng mà hiện thời Trung Cộng đang đi một con đường là bật đèn xanh cho các hoạt động thực thi chủ quyền, thí dụ như đang đóng ồ ạt các chiến cụ và sản xuất các loại vũ khí tối tân. Thực thi chủ quyền quyết liệt, chúng ta thấy rõ như cái việc lập khu cấm đánh cá, đó là một điều sai lầm hết sức lớn, đó là trái với luật biển cũng như là cái tập tục của hàng hải quốc tế. Rồi lập khu nhận diện phòng không để nhằm để kiểm soát tất cả mọi cái phi cơ quay vào không phận của mình. Như vậy thì thế giới cần biết Trung Cộng xây dựng cái quân đội để làm gì, bởi vì Trung Cộng đang xây dựng một cái lực lượng rất là mạnh, nhưng mà để làm gì, đó là một câu hỏi mà chưa có trả lời. Bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu thêm tiền cho Trung Cộng có mạnh hơn không? Thưa quý vị, có lẽ đó là một câu hỏi mà có thể giải đáp được, là binh lính của Trung Cộng chưa tham chiến trong 30 năm qua, mà đã dùng 40 thời gian học tập chính trị hơn là thực thi các kỹ thuật tác chiến chẳng hạn. Đó là những cái khuyết điểm. Một cái khuyết điểm chết người nữa, tức là tình trạng tham nhũng quá tràn lan ở trong quân đội. Thí dụ như vừa trong tháng 1 vừa qua chẳng hạn, thì ông cục phó, ông tướng cục phó hậu cần đã bị xét nhà. Và người ta đã tịch thu được là 4 xe tải, xe vận tải chở tất cả cái hàng quý từ cái tượng của Mao Trạch Đông bằng vàng, rồi tới những cái bình, những cái đồ dùng đều được gọi là mạ vàng, hoặc là những cái vật dụng rất có giá trị mà phải mất cả 2 đêm trong đêm tối, bởi người ta không dám làm ban ngày để sợ lộ dân chúng thấy, 2 đêm mà phải chất hết các cái đồ lên xe. Và hiện nay thì chưa biết cái ông đó, ông đang bắt giam giữ ở đâu thì chưa biết. Nhưng mà hầu hết cái việc tăng ngân sách này là nhằm để tăng lương cho binh sĩ, để làm cho họ muốn tham gia, làm cho họ muốn đi lính nhiều hơn, và làm cho họ nghĩa là không bất mãn đối với chế độ. Đó là cái chủ trương. Như vậy tức là chưa chắc đã mạnh khi mà có thêm tiền. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Vương Nghị tổ chức họp báo hôm 8 tháng 3 sau khi Quốc hội của Trung Cộng bắt đầu thảo luận, thì ông ta cho biết rằng Trung Quốc không lấy bất cứ thứ gì không phải của mình, nhưng chẳng để mất tất đất nào thuộc về chúng tôi. Chúng tôi không đe dọa tiểu quốc, nhưng chẳng bao giờ chấp nhận đòi hỏi phi lý của chúng. Quan điểm này dựa trên 2 nguyên tắc lịch sử và lãnh thổ. Thưa quý vị, Trung Cộng nói rằng mình có cái chủ quyền lịch sử, nhưng mà chủ quyền lịch sử không hề có quy định trong bất cứ cái văn kiện quốc tế nào cả, kể cả luật biển năm 1982.
Bây giờ cái chủ quyền quốc gia nó không do lịch sử mà dựa vào chiếm hữu và cai quản thực tế. Tôi nói thí dụ chẳng hạn, nếu nói về lịch sử thì có lẽ người Nhật có quyền đòi chủ quyền trên trên lãnh thổ của Trung Cộng, bởi vì họ đã từng chiếm đóng và cai trị cái vùng gọi là vùng một cái vùng rộng lớn ở Trung Quốc trong thời gian từ năm 1930 cho tới năm 1945. Như thế, đó có phải là chủ quyền lịch sử hay không? Hoặc là Mông Cổ họ có quyền đòi chủ quyền lịch sử khi họ đã từng cai trị toàn bộ Trung Hoa trong nhiều năm hay không? Như vậy, cái chuyện về lịch sử đó hoàn toàn phi lý. Bởi vì không có cái sự chiếm hữu và cai quản thực tế thì không được coi như là có chủ quyền. Bắc Kinh chưa hề chiếm hữu và cai quản thực tế trên các vùng đảo, biển ở tại Nam, tại Biển Đông. Thưa quý vị, đó là một cái thực tế. Họ chỉ nói rằng họ đã nhìn thấy, họ có đến thăm, nhưng mà họ chưa có một cái văn kiện nào chứng tỏ rằng họ thực sự cai quản theo đúng luật pháp quốc tế, thưa quý vị. Và hành động cưỡng đoạt tại Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa và Trường Sa năm 1988 với Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và năm 1995 với Phi Luật Tăng đều trái với công pháp quốc tế. Trung Cộng đã xua đuổi các tàu của Phi Luật Tăng tại bãi Cỏ Mây hôm 10 tháng 3, làm gây thêm cái sự căng thẳng. Và dĩ nhiên là tàu của Phi Luật Tăng đã rút đi vì nó là tàu tiếp tế. Thưa quý vị, từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền đã đẩy mạnh chủ trương quan hệ cường quốc với Hoa Kỳ, được Vương Nghị làm sáng tỏ thêm trong khi gặp gỡ với báo chí. Và trong đó thì chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đặt không hữu hiệu. Đó là những cái điều mà chúng ta sẽ bàn trong phần này. Ông Nghị kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống xã hội, đường lối phát triển và lợi ích cốt lõi. Thì ở đây họ muốn hàm ý nói rằng là các ông phải công nhận cái chủ quyền do tôi tuyên bố. Nhưng thưa quý vị, chưa ai công nhận cái chủ quyền đó cả. Và như vậy thì Trung Cộng tìm cách làm hài lòng Mỹ như là tham gia tập trận hải quân quốc tế ở Hawaii trong vài tháng tới, hoặc là vạch lằn đỏ cho Bắc Triều Tiên, nói rằng Bắc Triều Tiên không có được qua cái vạch lằn đỏ này về vấn đề nguyên tử. Nhưng thưa quý vị, những điều này lặp đi lặp lại mãi rồi. Và cái chuyện không có làm sao mà Trung Cộng có thể ngăn cản những cái hoạt động của Bắc Triều Tiên cả. Trong khi đó thì Mỹ muốn xây dựng mối quan hệ tích cực và kết quả với Trung Cộng. Thí dụ như nhiệm kỳ 1, Tổng thống Obama đã gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đạo 13 lần. Và trong nhiệm kỳ này thì Obama đã gặp Tập Cận Bình 2 lần. Và họ muốn chứng tỏ rằng Trung Cộng muốn nói cho thế giới biết rằng câu chuyện tôi với Mỹ bàn cãi rồi, sắp xếp rồi, bàn cờ lập rồi, quý vị đừng có trông, đừng có cãi gì hết, quý vị cứ theo làm theo ý của tôi mà thôi. Đó là cái chủ trương của họ. Hai nhiệm vụ: làm hài lòng các quốc gia để bảo vệ an ninh. Đó là cái chủ trương của Mỹ, thì nói rằng mình, các quốc gia trong nước họ muốn mình làm thế nào để bảo đảm an ninh và xây dựng quan hệ tốt với Trung Cộng, thì để cho họ có thể làm ăn với Trung Cộng, nhưng mà họ không muốn làm. Bây giờ trong tháng 4 này thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Hage sẽ thăm Bắc Kinh. Như vậy thì đứng trước các mối đe dọa của Trung Cộng, Hiệp hội Quốc gia các nước Đông Nam Á đã làm gì, thưa quý vị? Thứ nhất, chúng tôi thấy rằng họ bình chân như vậy, chờ xem cái làm thay hay không. Thí dụ như chưa có ai chính thức tuyên chiến pháp lý với như Manila để kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Thì bây giờ họ nói đã muốn có bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông như cái cuộc họp vừa rồi giữa các hội nghị tổng tham mưu trưởng của các nước Đông Nam Á. Thì họ chỉ muốn thôi, nhưng mà không thấy không có áp lực nào. Họ phải nói rõ rằng họ có áp lực nào để buộc phía Trung Cộng làm hay không. Câu chuyện là không. Như vậy đó là cái thái độ của các nước Đông Nam Á. Bây giờ chúng ta nhìn các hành động mới nhất ở tại Đông Nam Á. Dĩ nhiên là bên cạnh đó vẫn có những cái hành động như là Việt Nam với Phi vừa họp vừa rồi để bàn về cái chuyện tại sao lại Trung Cộng bắn súng nước vào các tàu đánh cá của Phi Luật Tân ở tại Scarborough. Như vậy thì sẽ diễn ra đối với Việt Nam hay không? Họ tìm cách, nhưng mà họ không nói rằng sẽ làm như thế nào
để bảo vệ cho ngư dân khỏi bị các súng nước từ các tàu tuần của Trung Cộng bắn. Và Phi Luật Tân đã tân trang một cái căn cứ hải quân gần Trường Sa, Indonesia có thể liên minh với Nhật, Úc. Đây là một cái tập tài liệu, một cái phúc trình mà người Nhật thúc giục Indonesia phải tìm cách liên minh với Nhật, Úc mới có thể ngăn chặn được cái sự phát triển hoặc là những hành động hung hãn của Trung Cộng tại biển Đông Nam Á. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Thân mời quý đồng hương tham dự đêm ca nhạc dạ tiệc gây quỹ yểm trợ đấu tranh quốc nội do cơ sở đảng Việt Tân vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức với sự bảo trợ của đài tiếng nước tôi Boston, Massachusetts vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Bảy 29 tháng 3 2014 tại nhà hàng thần tài 6249 Seven Corner Center for Church Virginia 22044 với sự góp mặt của nam danh ca Nguyên Khang cùng ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh và MC Nguyễn Văn Khanh. Xin liên lạc Đặng Vũ Chấn 703-538-2772 hay Quỳnh Quốc Huy 202-733-8434 để biết thêm chi tiết. Hội Ái Hữu Không Quân miền Đông Bắc Hoa Kỳ trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý thân hữu đến tham dự dạ tiệc và dạ vũ hoa anh đào đêm không gian 2014 với chủ đề Tình yêu và nỗi nhớ vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Bảy 5 tháng 4 2014 tại Hilton Alexandria Mart Center, Alexandria, Virginia 22311. Đặc biệt với sự hiện diện của ca sĩ Thu Phương, mọi chi tiết xin liên lạc Trần Kim Long 410-707-6203 hay Nguyễn Minh Toàn 240-381-3627.